Vào bữa thứ hai vừa qua, ông Tổng thống ở bên Ukraine, ông qua Hoa Kỳ. Nếu mà Hoa Kỳ không có giúp đỡ Ukraine, với tỷ nhà capital Hill mà không có đưa ra để mà giúp đỡ thì không khác nào để cho Putin để cho Putin được thắng hết chân Ngày hôm nay là ông nói chuyện với tất cả những người dân biểu của trên Hoa Kỳ, tổng thống của bên Ukraine đó. Và ông cũng sẽ nói chuyện riêng với ông Mike Johnson, về những cái chuyện gì đang xảy ra trong lúc này ở bên Ukraine về chiến tranh. Đây là ông Mai Ông nói cho biết đây tôi biết rõ. Ông nói với nhà báo đó. Ông nói tôi biết rõ đó là chúng ta phải làm như thế nào để đừng cho Putin mà tấn công tới liên tục. Nhưng mà có cái chúng tôi tôi sẽ giải thích trong tổng thống Du Khoan biết rõ về chuyện này. Nhưng mà tôi cũng nói cho ông biết luôn, đó là chúng tôi phải kiếm cách làm sao để bảo vệ cho biên giới của Hoa Kỳ trước khi, rồi sau khi đó mới tính tới Du Khoan. So tới trong lúc này đó, thì ông Joe Biden đã không có thành công được. Không có thành công được khuyên quốc hội của Hoa Kỳ về cái chuyện mà của Putin nó nghiêm trọng như thế nào đối với thế giới. Ông Joe Biden đã thất bại, thất bại đưa ra cái chương trình là 110 billion dollar để mà giúp đỡ cho về cái chuyện này. Cái số tiền 110 billion dollar mà ông Joe Biden ông đưa ra đó là cái số tiền là 61 billion dollar giúp đỡ cho Ukraine, 14.3 billion dollar giúp đỡ cho Israel, 20 billion dollar giúp đỡ cho biên giới của Hoa Kỳ. Thì đây là cái chương trình của ông Joe Biden cũng đưa ra, nhưng mà trong lúc này quốc hội không có đồng ý. Tính ra lần này là lần thứ ba ông Tổng thống bên Ukraine tới viếng thăm Hoa Kỳ. Kể từ hồi lúc chiến tranh xảy ra tới bây giờ. Mới vừa hồi tháng 12 vừa qua, khi ông Tổng thống Du Khoan tới Hoa Kỳ, lúc đó được đón gước và à, đâu ra đó, thì tới ngày hôm nay, ông tới để nói về chuyện này một lần nữa đó. Chúng ta tới chừng à, từ đây đó, tới chiều thì chúng ta biết được ông tổng thống bên Ukraine, ông có được là quốc hội giúp đỡ hay không đó? Ngay bây giờ ông đang đi tới Hoa Kỳ để kêu quốc hội giúp đỡ đó. Còn đây là của đài ABC News báo cho chúng ta biết tin ngầm này. Hiện tại trong lúc này đó, đây là tòa án tối cao của Hoa Kỳ đưa ra. Đây là ông Trump sắp sửa lên tòa. Thì ngay bây giờ tòa họ đang coi để điều tra, để mà coi coi những gì mà của ông Trump và luật sư ông Trump muốn thì có được hoàn thành hay không. Họ có chấp nhận hay không đó. Và cũng đưa ra nói là khi mà ông Trump làm tổng thống cho Hoa Kỳ, tất cả những gì ông làm là có tội hay không. nói là về cái chuyện mà ông Trump mà sắp sửa đây lên tòa đó thì vẫn tiếp tục đó. Vào tháng 12 ngày 2 tây vừa qua, bà tòa án nhà nói cho biết đó. Bà nói là nếu mà một người tổng thống trên Hoa Kỳ không có nghĩa là sẽ có một cái tờ giấy là không có vô tù thì nói ông Trump không thể nào mà có một cái thẻ bài mà miễn phí như vậy với tỷ như làm tổng thống. Ông chi nữa cũng không có mà cái thẻ bài miễn phí không vô tù được. Nhưng mà ông cái luật sư của ông Trump và cả luôn ông Trump cũng đứng ra nói không phải làm tổng thống thì được quyền làm gì đó làm đó theo của luật sư của ông trump muốn là sau khi cái chuyện mà tranh cử tổng thống trên hoa kỳ xong thì mới muốn là được xử ông trump chứ trong lúc này không được quyền xử ông trump đó cho bất cứ tội gì là không được quyền xử nhưng mà tới ngày hôm nay ông jack smith ổng đi trước một bước nữa ổng đi lên thẳng luôn ngay tòa án tối cao của Hoa Kỳ, ổng trình báo. Đây là vào tháng 12 ngày 11 tây ngày hôm qua, ổng lên thẳng ở trên tòa án cao của Hoa Kỳ. Ông Jack Smith nói như vậy. Đó là của theo của chính quyền của Hoa Kỳ đó. Đó là đưa ra xin phép của tòa án về cái trường hợp mà của cái sự kiện lần này của ông Trump là nó khác bình thường. Cho nên phải cho sự tiếp tục chứ không thể nào mà cho cái chuyện mà kéo dài qua qua uh, sau khi cái mà tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ mới xử. Làm như vậy thì không được. Làm như vậy đó là không có đúng theo của chương trình của Hoa Kỳ đó. Cho nên không có thể nào kéo dài được. Ồ, oh, Tommy Võ nói là thẻ bài miễn tử. <laughs> Giống y như trong phim vậy. Thẻ bài miễn tử hả, Tommy? Xí <laughs> nha, thẻ bài miễn tử. <laughs> Ông chắc nói theo cái lực lệ của Hoa Kỳ, đó là không có ai mà lớn hơn, cao hơn cái lực lệ của Hoa Kỳ ở chân đó, cho nên phải làm theo cái lực lệ thôi. In a rồi thêm một cái nữa đó là cái nhóm của ông Smith cũng đưa thêm cho tòa biết hồi tối hôm qua. Đó là ông Jack Smith nói lần này ông Trump lên tòa họ có một người chứng minh đưa ra những cái data đa đa, tất cả những cái gì mà của ông Trump nói chuyện của trong cái chuyện xảy ra của ngày 6 tây tháng 1 hồi lúc trước đó là không phải đơn giản bình thường, giống như chúng ta thấy là một cái biểu tình vậy thôi đâu. Tất cả những cái này chuyện xảy ra đó là sẽ nhìn thấy về cái chuyện mà khi mà cái Twitter app của ông Trump lúc đó vẫn còn cho xài. Tại lúc đó thì Twitter, trước khi lúc đó thì Twitter vẫn cho ông Trump xài mà sau khi cái chuyện ngày 6 tây tháng 1 thì Twitter đã cắt đi không cho ông Trump xài nữa đó. Nói là những gì ông Trump nói lên đó là nó không được khá đó. À, cái chuyện xảy ra của ngày 6 tây tháng 1 đó. Và ông chắc cũng sẽ cho mọi người nhìn thấy rõ ràng đó là những người tấn công vô trong quốc hội của Hoa Kỳ. Họ coi khi mà ông Trump bỏ lên Twitter như thế nào thì những người đó sẽ làm ra làm sao? Trong lúc này, theo của ông Trump thì đang đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ, thì những cái người mà đang run campaign của ông Trump nói là ông Jack Smith là đang phá hoại về cái chuyện mà ông Trump đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ đó là của năm 2024 sắp tới đây Trump sửa soạn đi tranh cử cho nên Jack Smith đang tính phá hoại cho nên mới làm như vậy. Tính tới ngày hôm nay, ông Trump là cái người đang đứng đầu nằm trong đảng Cộng Hòa đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ. Và trong lúc này cũng nhìn thấy đó là ông Trump cũng đang cái điểm cao hơn ông Joe Biden nữa. Và sắp tới đây thì có lẽ là những cái chỗ tiểu bang mà quan trọng đó thì ông Trump và ông Joe Biden sẽ gặp mặt. Sẽ có lẽ là chúng ta sẽ thấy một lần tranh luận một lần nữa nếu mà ông Trump lần này trở thành là người mà đại diện cho đảng Cộng Hòa đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ. Đó là của đài ABC báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết special report đây là của đài ABC News báo cho biết đây là ông chủ tịch của hạ viện đứng lên phát biểu ở ngay Capitol Hill ngày hôm nay ngay bây giờ Ông chủ tịch của Hạ viện, ông Johnson nói, ngay bây giờ đó là về cái chuyện healthcare sức khỏe của trên Hoa Kỳ những cái người dân mua heo kê như thế nào ra làm sao để giúp đỡ cho về sức khỏe. À, cái luật mới này mới đưa ra đó là có nhiều nhóm khác nhau đứng ra ủng hộ về chuyện này. Tất cả những cái này đưa ra rõ ràng cho nhìn thấy về nó giá cả như thế nào. Và giá cả của tiền thuốc men thì cũng như thế nào cũng đưa ra rõ ràng. Giống như đây là một cái chương trình rất là lớn để mà tính toán về chuyện này. Tất cả những cái này đó là đưa ra là giúp đỡ cho Medicare cho sức khỏe, cho hoa về những nhà thương đủ hết. Cả luôn ở những cái chỗ mà cộng đồng gặp rất là khó khăn giống như tôi đây là cái người đại diện cho cái tiểu bang của tôi đó là nằm bên Louisiana à rất là quan trọng đó là đưa ra chương trình này để giúp đỡ cho về healthcare của nhiều chỗ khác nhau à cả luôn cái luật lần này đưa ra à, là cho về những cái thuốc mà thuốc không có hiệu Giống như khi mua thuốc không có hiệu thì, thì bỏ tiền túi ra nó được rẻ chút xíu. À, làm như vậy thì giúp đỡ cho những người lớn tuổi khi đi mua thuốc men mà uống. Và tất cả chúng ta cũng biết rõ về chuyện này. À, về tất cả trong cái luật sắp sửa đưa ra kế đây, đó là rất là nhiều cái luật ở trong đó. và làm như vậy thì nó cũng giúp đỡ cho hạ xuống cái số tiền là khoảng chừng 700 trăm nghìn đô theo của nằm trong ông đảng thì họ mục tiêu đó làm sao để làm cho healthcare sức khỏe nó được tiền của bảo hiểm nó giảm xuống nữa và cũng đưa ra rõ ràng cho tất cả mọi người biết đó là những gì mà chúng tôi đã hứa hẹn đó là chúng tôi đã hứa hẹn làm những chuyện này. Và chúng tôi cảm giác đó là một cái trách nhiệm chúng tôi phải làm. Đó là những cái luật mà chúng tôi sẽ đưa ra ở ngay House sẽ được đồng ý về chuyện này. ngay bây giờ có ai cần hỏi bất cứ cái gì về cái này thì chúng tôi sẽ tôi sẽ trả lời một số cho biết đây là có người nói thưa ông chủ tịch tôi muốn hỏi ông đó là nhà báo phía dưới đó đây là chúng tôi cứ tiếp tục nghe của đảng cộng hòa nói cho biết về cái chuyện mà tri tố chúng tôi cứ nghe là sẽ làm đúng theo luật đâu ra đó. Tất cả của những cái gì mà ông nói kiểu như vậy đó, đó là làm cho rất là lộn xộn nằm của trong đảng Cộng Hòa. Tại vì cái chuyện này của đảng Cộng Hòa đưa ra kéo rất là dài lâu rồi. nói là về chi tố về cái chuyện của ông Joe Biden về tiền thế của ông Joe Biden về cái gì cái gì đó thì hổng rài đã nói từ lâu rồi à, đây là có phải đảng Cộng Hòa nên làm cái gì đó hay không một là chi tố hay là không chi tố hay như thế nào phải nói rõ ràng ra cho biết tại sắp tới đây đó là về cái chuyện mà tranh cử sắp tới thì bây giờ không chi tố thì ông Joe Biden cũng gần hay là không ngừng như thế nào cứ nói nửa mở nửa mở cứ đưa ra lộn xộn như vậy à, có phải là vài tháng nữa rồi lúc đó sắp tới tranh cử rồi lúc đó đưa ra chi tố hay như thế nào ông chủ tịch hòa diện nói cho biết theo của constitution tôi nói rõ ràng với mọi người biết cái đó là theo luật của Hoa kỳ đó. Giống như của cái lực lệ của constitution của chúng ta thì đã có từ trước. Giống như về cái chuyện mà chi tố ở tổng thống hồi lúc trước cũng có xảy ra đó là đòi truy tố ông cụ tổng thống Donald Trump. À, đây là không phải những cái này đó là À, từ học trong những cái lực lệ của Hoa Kỳ ra. Giống như mọi người biết về cái chuyện mà impeachment đưa ra mà à, tri tố bất cứ cái gì ra làm sao, thì tất cả những cái chuyện này. Giống như khi bất cứ về cái mà tri tố cái gì mà của về chuyện này, thì đó là phải tùy theo của ở trong à, để mà tính như thế nào giống như lần này về chi tố luận tội của ông Joe Biden. Đó là phải tùy theo của House đưa ra như thế nào thì tính tới lúc đó. Giống như tôi nói từ trước tới giờ cũng nhiều lần về tất cả những cái gì mà lực lệ hay mà tính ra chi tố hay là luận tội như thế nào đó. À, đó là tùy theo house để mà tùy theo trong quốc hội của đảng cộng hòa rồi mới tính. Đó là một trong những cái rất là quan trọng. À, đây là những gì mà chúng ta đưa ra nói cho tính. Đa gọi ông này ông bây giờ đang nói lòng vòng lòng vòng. Ông chủ tịch của hạ viện nói vậy đó là sao go còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay đây là của đài NBC News báo cho chúng ta biết mọi người biết là cái chuyện mà chiến tranh xảy ra bên Israel và Hamas thì tới ngày hôm nay đài hỏi chiếu sơ cho mình xem về cuộc sống của những người ở bên trong ở bên Israel đó, và Hamas nằm ở trong Gaza à, cuộc sống của những người đó bên trong như thế nào đây là của đài NBC News báo cho biết. Chỗ này được kêu là nằm ở trong Gaza. Đây là nằm ngay thành phố Rõ, ở trong Gaza. Ở đây được kêu cái chỗ này đó là nằm kêu bằng là Sejong là cái chỗ được an toàn cho những người dân mà trong Gaza, lợi chỗ này ở có nghĩa là ai mà sống ở mút ở trên phía trên thì phải dọn xuống ở phía nam, ở đây là nằm ở phía nam ở trong Gaza, thì người ta dọn tới đây đó là ở lang thang kiểu vậy nè, tại vì đâu có chỗ chứa, cho nên nằm liều nằm đủ ở chân đó tu lơ sổ hết. Đây là cuộc sống của những người dân ở chỗ này nó như vậy. Chỗ này là ngay một mảnh đất nhỏ họ nằm của những người Palestine sống ở đây, họ chạy từ ở phía trên chạy xuống hướng nam. Đó là theo của chính phủ của nói là được an toàn, đó là phải chạy xuống chỗ này, cho nên ngay bây giờ rất là đông dân tràn xuống ở dưới hướng nam ở ngày Gaza cuộc sống ở đây thì giống như chết lần chết mòn tất cả cái gì cũng thiếu hết mọi người đang xem đây là cái gia đình của cái bà chỗ này bị bắt dọn từ ở trên hướng bắc đi xuống hướng nam Hiện tại bà này bà đang lo sợ đó là gia đình của bà sẽ dọn từ ở ngay chỗ này sẽ đi qua bên Y chụp nữa. Tại vì ngay bây giờ rất là đông những người dân sống xung quanh ở đây. Bà nói như vậy, cuộc sống ở đây rất là khó khăn. Ở đây không có đồ ăn. Không có việc làm. Cuộc sống giống như chết gì đó. Con nít ở đây ngày nào cũng đi kiếm, đi kiếm củi để mà đốt để sưởi ấm. Giống như tôi kêu họ đi kiếm củi con của tôi để đem về để đốt. Và ráng để đốt cái lửa này lên để ngồi sưởi ấm và nấu nước để mà uống và có cái gì luộc được ăn thì luộc cuộc sống ở đây giống như chết còn đây là của đại NBC News báo thêm cho chúng ta biết tên ngạp này theo cảnh sát à nói cho biết cái ông này ông ở cách ở cái chỗ mà nổ súng đó là cách con đường xuống thôi theo của cảnh sát báo cho biết vào bữa thứ bảy vừa qua ở bên Florida nằm ở ngay cái khu chỗ này có hai người đã bị bắn chết ở ngay cấp hạt ở bên ngoài. Chuyện này xảy ra khoảng chừng 8 giờ sáng. Ông này nói cho biết là tôi sống ở đây mọi thường rất là êm dịu không có chuyện gì hết. Nhưng mà mới vừa qua thì à, lúc đó thì tôi nghe hai tiếng nổ rất là lớn xảy ra ở đây. Khoảng chừng 8 giờ sáng, tôi nghe giống như tiếng súng nổ ở bên ngoài. Tôi cứ tưởng là người nào đó đang sửa nóc nhà hay đập đùng đùng gì đó, cho nên tôi không có để ý tới. Rồi sau khi đó tôi đi trở ra ngoài rồi lúc đó tôi mới biết được chuyện này. Rồi lúc đó tôi mới biết được là cảnh sát đậy ngoài này hết thì lúc đó mới biết là có chuyện xảy ra ở đây theo cảnh sát đã bắt anh à, này ra à, ông này nói là ông sau này cái người nổ súng đó à cái ông đó ổng tự lên đầu thú ông ta là bị hai cái tội là giết người cảnh sát palm beach ở đây nói cho biết khi họ tới chỗ này nhìn thấy có hai người hai người lớn bị nằm hai người bị bắn chết một người phụ nữ một người đàn ông trong lúc này cảnh sát ở palm beach florida không có đưa ra tên là người nào người nào đã chết theo của đài đã nói chuyện với một trong những cái người đó là người đó là chị em của cái người đã chết cái cô đó rất là run không có dám nói chuyện ở trên đài tv nhưng mà cô đó đã cho chúng tôi cái hình đây là cái hình mà à, hai người đã bị chết à cũng nói cho biết hai người đó hay nhà chị của cô đó là mới vừa đám cưới đây thôi chứ không có lâu. Cái người sống gần ở kế bên giống như cô Diana này nói cho biết. À, đối với hai người này bị chết thì cái cộng đồng ở đây rất là giật mình chuyện như vậy đã xảy ra. Bà này nói ở cái khu nhà của chúng tôi đây đó Nó êm re à Nó yên lặng lắm Nó không có chuyện gì xảy ra cho nó Không có gì xảy ra chỗ này hết á Và tôi cũng không biết lý do tại sao mà chuyện như vậy lại xảy ra à, bà cũng nói là bà không biết hai người đó thân mật cho lắm Nhưng mà biết hai người đó là đi trong nhà thờ của chỗ của bà đây là một chuyện rất là tồi tệ xảy ra tôi đây không biết nói làm sao để mà giải thích cho mọi người biết Nói chuyện như vậy xảy ra ok đây là chuyện xảy ra bên Florida ha à, có nổ súng và có hai người chết à, không biết là như thế nào đó còn đây là của đài How On Will Fast đây là special report của đài CBS, báo cho biết để coi còn giờ không. Here we go, còn chút xíu giờ. Báo luôn cái này cho mọi người biết cho kịp nha. Đây, tới ngày hôm nay, ông Jack, ông đang kêu gọi tòa án cao của Hoa Kỳ đưa ra à nói về chuyện này. Đưa ra nói về cái chuyện mà thưa ông Trump như thế nào như thế nào đó. Ông đưa lên tòa, ông nói ngày hôm qua. Ông Jack Smith ngày hôm qua lên kêu gọi uh, tòa uh, để mà xử về cái chuyện đang xảy ra trong lúc này và đưa ra cái vấn đề đó là kêu tòa hãy coi về cái chuyện là với tỷ như một người mà đang làm tổng thống thì tính ra có tội không? Giống như nếu mà một người mà đã làm tổng thống rồi thì có bị xử tội hay không? Giống như những gì mà người đó làm trong lúc mà người đó làm tổng thống, thì làm như vậy thì tới ngày hôm nay mà người đó làm sai cái gì đó thì người đó có tội hay không? Tại vì ông Smith biết rõ ràng ông Trump sẽ dùng cái cách đó để mà đưa lên trên tòa sắp tới đây, cho nên ông Smith ông hỏi trước của tòa án của Hoa Kỳ. Tại vì luật sư của ông Trump sẽ đưa lên nói là khi mà tính tội trạng gì đối với ông Trump khi mà ông Trump vẫn còn làm tổng thống thì là ông Trump sẽ không có tội đó. Cho nên ông Smith ngay bây giờ ông đưa lên hội trước. Giống như trong lúc này theo của sắp tới đây vào tháng 3 là ông trump sẽ lên tòa bị chi tố hỏm rài tùm lum đó thì ông trump sẽ lên tòa nhưng mà luật sư ông trump ngay bây giờ đưa ra nói là khi mà ông trump đang làm tổng thống vào lúc đó thì bây giờ sắp sửa đi tranh cử tổng thống thì không thể nào đưa ra chi tố bất cứ cái gì của ông trump khi mà ông trump đang làm tổng thống cho tới ngày hôm nay nhưng mà ông smith là ông không có muốn bị chậm trễ bất cứ cái gì về cái chuyện xử lần này của tháng 3. Ông muốn là tòa án đưa ra xử luôn cho nó xong về cái chuyện của ông Trump, chứ không thể nào mà ngừng tiếp tục nữa. Ông đưa ra, ông Smith, ông nói là hiện tại ngay giờ đây là một cái mà theo của Hoa Kỳ phải cần giải quyết về cái chuyện này cho xong rồi mới tính tới nữa đó. Theo của tập đoàn của ông Trump và luật sư của ông Trump cũng đưa ra đủ cái chân đó nói là ông Smith là kiếm cách làm sao để mà nhảy qua mặt luôn về cái chuyện mà tòa án chưa có tính cái gì gì thì uh, tính nhảy qua luôn đó. Sư ông Trump là có 8 ngày theo cái lực lệ đó là ngày hôm qua là cái ngày mà uh, ông Smith à ổng nhảy lên trên tòa án cao Hoa Kỳ, ổng đưa ra về chuyện này để xin tòa đồng ý để tiếp tục có nghĩa là nếu mà tòa án phía trên mà đồng ý rồi thì ông Trump cái sự kiện dẫn sử vào tháng 3. Ok rồi tới đây là Andy phải tạm ngừng nha. Chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ và mạnh khỏe. À, have a great day everyone, gặp sau hết. Ai thích xem chương trình của VNV mong mọi người nhấn like, chia sẻ đông đông người xem.Chào tất cả. Take care everyone, gặp sau hết. À, bye bye all.